Hello mọi người, một lần nữa thì Dương xin chào đại gia đình của New Skin. Đây là cái video cuối cùng của năm nay. Thì quý vị biết không, ngày 31 tháng 12 đó, theo bác sĩ là cái ngày mà thì Dương sẽ có baby. Thì chúng ta cũng đã làm việc chung với nhau cũng đã gần 6 tháng nay rồi đó. Thì ngày hôm nay thì Dương muốn chia sẻ với mọi người tất cả những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương đã xài của New Skin trong thời gian vừa qua. Thì quý vị cũng thấy đây là tất cả những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương đã và đang xài của New Skin. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay đó thì Dương muốn nói tóm tắt về những cái sản phẩm mà I can't live without, nghĩa là Thuỳ Dương thích nhất trong tất cả những cái gì mà mình xài. Tất nhiên là mình thích tất cả những cái sản phẩm này và Thuỳ Dương cũng đã chia sẻ trong những cái video trong năm nay. Tuy nhiên là sẽ có một số những cái sản phẩm mà đối với Thuỳ Dương đó, Thuỳ Dương sẽ không có live without. Và cái đầu tiên nhất đó là phải nói là cái Life Pack Prenatals. Thuỳ Dương đã nói chuyện với mọi người rất là nhiều về cái sản phẩm này. Đối với Thuỳ Dương là một người mẹ, mình rất là cẩn thận và kỹ lưỡng trong tất cả những cái gì mà mình xài. Thì Thuỳ Dương phải chia sẻ là cái Life Pack Prenatal là một trong những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương rất là cảm thấy blessed là đã biết về cái sản phẩm này và đã xài trong cái lần mà mình mang thai lần này, là bởi vì như là đã chia sẻ với mọi người, Thuỳ Dương rất là khỏe, không có bị căng thẳng lắm, và tất cả những cái test results của Thuỳ Dương rất là positive, và chỉ còn một vài ngày nữa thôi là sẽ đi đẻ đó. Mọi người nói nôm na là vậy đó. Thì nghĩ rằng là đây là một trong những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương, nếu mà mọi người đang có bầu đó, phải thử. Cái kinh nghiệm riêng đối với Thuỳ Dương thôi nha, là đây là một trong những cái sản phẩm mà Thuỳ Dương cảm thấy rất là may mắn là mình đã xài và đã biết về cái sản phẩm này trong cái thời gian mà mình mang thai lần đầu tiên. Còn cái thứ hai đó mà Thuỳ Dương rất là thích là cái bộ Age Lock, là bởi vì cái skincare của New Skin đối với Thuỳ Dương thấy nó rất là đơn giản, very simple to use, cái rửa mặt cũng như là cái serum, cái day cream và cái night cream. Và người ta nói là bà bầu thì thường thường là da rất là đẹp, tuy nhiên là đối với Thuỳ Dương thì Thuỳ Dương thấy rằng là có thể là mang thai thì nó giúp cho cái da mình đẹp hơn, nhưng mà Thuỳ Dương cảm thấy là sau khi mà xài những cái sản phẩm này đó thì cảm thấy cái mặt mình nó feel very happy. Cho nên là đó là một trong những cái bộ sản phẩm của New Skin lần này mà Thuỳ Dương phải nói là I can't live without. And then cái cuối cùng đó, thật sự ra là món vật nào cũng thích hết đó, nhưng mà cái cuối cùng là cái essential oil. Tại vì Thuỳ Dương tập yoga cho nên là lúc nào cũng thích xài những cái essential oil trong cái khi mà đi tập yoga. Thì Thuỳ Dương thích cái mùi burst, actually cũng rất là thích rất là nhiều mùi, nhưng mà đặc biệt đối với burst thì nó cho mình thêm một energetic, nó cho mình cảm thấy khỏe hơn và có more energy. Thì thường thường là Thuỳ Dương tập yoga buổi chiều, khi mà mình cũng đang cảm thấy là sau một ngày dài làm việc đó, thì tất nhiên là mình cần de-stress, giảm cái sự căng thẳng đó, thì Burst lúc nào cũng cho Thuỳ Dương fresh energy. Thì cái essential oils này Thuỳ Dương rất là thích và sẽ make sure là sẽ có những cái sản phẩm essential oil của New Skin trong khi mình đi vô labor đó, thưa mọi người. Cho nên đối với những cái sản phẩm này thì đó là ba cái sản phẩm mà Thuỳ Dương thích nhất trong tất cả những cái gì mà Thuỳ Dương đã xài. Actually thôi thêm cái nữa, tại vì I can't resist the liquid body bar. Tại vì cái mùi của cái grapefruit đó, nó thơm quá và nó làm cho mình rất là thích tắm. Tất nhiên là tắm là rất là cần thiết, nhưng mà rất là thích tắm và hăng hái và look forward to đi tắm đó là vì cái sản phẩm này. Bây giờ đó là chúng ta đang trong những cái ngày cuối năm đó, thì Thuỳ Dương biết rằng là mọi người đang bận rộn để chuẩn bị cho Christmas cũng như là đón những cái ngày đầu năm. Thì trong một cái năm mới thì chúng ta có cái cơ hội để start again, bắt đầu lại ha, làm lại từ đầu. Thì hy vọng là cái làm lại từ đầu quan trọng nhất đó là cái sức khỏe. Tại vì nếu mà chúng ta có sức khỏe thì chúng ta có tất cả. Thì Thuỳ Dương hy vọng là nếu mà quý vị đang nghĩ rằng là có cách nào để cho mình tăng cái sức khỏe của mình trong năm 2016, thì hy vọng là mọi người sẽ thử những cái vitamins của New Skin cũng như là những cái sản phẩm của New Skin. Tại vì Thuỳ Dương nghĩ rằng đây sẽ là một cái partner in crime của mọi người khi mà chúng ta nói đến cái sức khỏe và cái nutrition trong cái cơ thể của mình. Thì đó là những cái lời chia sẻ với cả nhà.
thì Dương sẽ gặp mọi người trong năm 2016, sau khi mà đã sanh baby Khánh Tiên rồi đó, thì sẽ về lại với mọi người tại New Skin thì sẽ chia sẻ thêm về cái journey sanh đẻ ra sao, đó là sẽ báo cáo hết cho mọi người. Cho nên là stay tuned, thank you very much, Merry Christmas and have a Happy New Year. Thank you everyone.